Để bảo đảm nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã đề xuất Quốc hội, Chính phủ dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 10% nhu cầu vốn của giai đoạn 2022-2030 cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay theo hình thức tái cấp vốn, giống như gói 30.000 tỷ đồng đã thực hiện trong giai đoạn 2013-2016. Trong đó khoảng 50% gói tín dụng tương đương 55.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi được dành cho chủ đầu tư dự án và 50% gói tín dụng còn lại được dành cho khách hàng cá nhân là người thuê mua nhà.